Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Drama mới của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận, khán giả khen ngất trời, không hổ danh là Đàm Tùng Vận. Trước giờ, Tiểu Thang Viên cứ ngỡ những bộ phim ngọt ngào của Trung Quốc sẽ bị quên lãng trong thời gian dài. Nhưng sau khi bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám do Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận đóng chính được lên sóng, đã thay đổi suy nghĩ của mình, khiến mình nhìn thấy được ánh sáng hy vọng cho thể loại phim này. Sau khi được chiếu ở Đài Đông Phương thì phim đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực, xếp thứ 3 trong danh sách các chương trình có lượt xem cao nhất của đài, bởi vì khâu quảng bá của tác phẩm không được chú trọng, đầu tư cho lắm, vì thế mà nhiều khán giả vẫn chưa biết phim đã được chiếu. Có thể đạt được đánh giá tốt như vậy, quả thực không dễ chút nào. Tuy nhiên, nếu dựa vào thành tích hiện tại thì đánh giá của bộ phim sẽ có xu hướng liên tục tăng lên trong tương lai. Bộ phim kể về Ninh Mông, Đàm Tùng Vận là một cô thư ký đầy cá tính, sẵn sàng bật lại sếp của mình là Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân. Đứng trước một cô gái cá tính, mạnh mẽ, độc lập và có tham vọng như Ninh Mông, Lục Ký Minh bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. Một câu chuyện tình cảm từ đôi oan gia ngọ hẹp cho đến khi yêu đương hẹn hò, tuy không phải mô típ mới lạ nhưng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những giây phút thư giãn sau những ngày mệt mỏi. Trên trang Douban của Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, liên tục có rất nhiều bình luận tích cực về bộ phim, có không ít khán giả đánh giá 5 sao, đồng thời bày tỏ họ có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân trên người nữ chính và cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khó khăn mà công nhân viên chức phải đối mặt hiện nay. Mặc dù bộ phim đã thêm vào những yếu tố ngọt ngào, nhưng theo mình thấy, nó không hề át đi nội dung chính của phim đâu. Bây giờ hãy cùng Tiểu Thang Viên điểm qua một số đánh giá tích cực và nhận được nhiều ủng hộ nhất nhé. 5 sao. Mình rất thích một Ninh Mông không hề từ bỏ chuyên ngành tài chính để theo đuổi giá trị của bản thân. 5 sao, rất hay, Mị không ngờ bộ phim này lại hay như vậy luôn á. Trước khi phim chiếu, mình còn lo đủ thứ, nào là nguyên tác có drama không, bộ phim có chuyện thể thành công hay không. Không ngờ sau khi xem xong cảm thấy bộ phim không những giữ được chỗ hay mà tình tiết còn phong phú hơn rất nhiều. Diễn xuất của nam nữ chính cũng rất tốt, phát huy ngoài sự mong đợi của mình. Bộ phim thật đặc sắc quá đi, có buồn có vui, nội dung công sở rất chân thực. Song song bỗng dưng có động lực đi làm hơn, đài từ và diễn xuất của Đàm Tùng Vận ngày càng khá hơn rồi đó. 4 sao, vừa mới xem được có 4 tập thôi, thấy diễn viên diễn rất tự nhiên, những tình tiết nhỏ trong cuộc sống diễn ra rất ra gì và này nọ, là một bộ phim rất hay và thích hợp khi xem ăn cùng gia đình. Trước cứ cho 4 sao đã, đợi xem hết rồi quay lại đánh giá tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những đánh giá tích cực thì bộ phim vẫn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. 1 sao, xem cứ như Thư Ký Kim sao thế bạn pha ghè, hình như biên kịch chưa đi làm bao giờ hay sao á, chả hiểu sao Đàm Tùng Vận lại nhận bộ phim này nữa. 2 sao, một tiết phim cũ quá, tiết tấu bộ phim cũng không chắc, cách độc thoại của nam nữ chính vẫn hơi ngượng. 2 sao, miêu tả hành nghề thoát ly hiện thực quá, tôi là người trong ngành cho nên không thể xem tiếp được nữa. 1 sao, ôi trời đang diễn cái gì vậy trời, chưa ngán thể loại bá tổng này à, Mỹ cứ tưởng nhân vật này chỉ xuất hiện vào năm 2005 chứ. 1 sao, xem được một nửa là Mị từ bỏ, kiểu phim thoát ly hiện thực như thế này chẳng mang lại cảm giác gì cả. Dù ai nói ngại nói nghiêng thì Tiểu Thang Viên vẫn cảm thấy bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám vẫn khá chân thực và ngọt ngào, rất hợp xem cùng người nhà vào bữa tối. Tuy một tiếp không mới lạ nhưng lại khiến mình càng xem càng thấy hay, đúng là Đàm Tùng Vận, một khi ra tay chọn kịch bản thì phim nào cũng xuất sắc cả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.